Dạ đẹp Tân à, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của công ty kiến trúc Tân à. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới, một ngôi nhà 2 tầng mái lệch của chủ nhân của ngôi nhà là anh Thúy ở Diễn Châu, Nghệ An. Đây là cái phối cảnh của ngôi nhà. Đấy. Nhà đẹp Tân à, hàng ngày đã cập nhật lên kênh YouTube của chúng tôi, thì các bạn hãy vào YouTube và vào mục tìm kiếm và gõ nhà đẹp Tân Á thì sẽ ra cho các bạn rất là nhiều những cái video chia sẻ các cái sản phẩm mới mà hàng ngày chúng tôi đã thiết kế cho rất là nhiều khách hàng ở khắp các tỉnh thành, từ mẫu nhà cấp 4, mẫu nhà vườn, mẫu nhà 2 tầng, 3 tầng, mẫu nhà hiện đại, mẫu nhà tân cổ điển, mẫu nhà cổ điển. Rất là nhiều các cái mẫu nhà để cho các bạn tham khảo và lựa chọn cho mình. Thì ngoài những cái mẫu video thiết kế thì chúng tôi còn có các cái video những cái ngôi nhà đã hoàn thành cũng như là đang hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì để cho các bạn xem giữa mẫu thiết kế và thực tế lên nó đẹp như thế nào. Thì ngoài ra chúng tôi còn có các cái phần thiết kế và thi công những cái phần nội thất của ngôi nhà. Đấy, rất là những cái ngôi nhà rất là đẹp để cho các bạn có một cái sự lựa chọn cho mình thật là phù hợp. Thì trong quá trình thiết kế thì chúng tôi có những cái phần giám sát, những cái phần kết cấu chính quan trọng của ngôi nhà và giúp cho chủ nhà là hoàn thành ngôi nhà và đưa vào sử dụng. Đến kênh nhà đẹp Tân Á chúng tôi thì có rất là nhiều những cái video đó, thì các bạn có thể lên để tham khảo và có một cái sự lựa chọn cho mình thật là phù hợp. Đấy. Thì bây giờ trở lại với ngôi nhà của anh Thủy ở Diễn Châu. Đấy. Chúng ta nhìn chung ngôi nhà mái lệch rất là hiện đại và mới mẻ. Đây là các cái đi vào cửa chính. Đấy. Cửa phân cửa đi thì chúng tôi thiết kế là cửa gỗ lim nam phi hai cánh. Đấy. Xung quanh là các cái hệ thống phao pháp để tạo những cái điểm nhấn và nổi bật cho bộ cửa đi. Các cái hệ thống cửa sổ cũng như là cửa đi của tầng 2 thì chúng tôi thiết kế bằng cửa nhôm si pha. Thì cái đặc điểm của cái nhôm si pha này là lấy ánh sáng rất là tốt, chống nắng chống mưa rất là tốt và tạo những cái điểm sang trọng cho ngôi nhà. Về phần cổ giữa tầng 1 và tầng 2, chúng tôi đắp các cái phao nổi và tạo một cái cổ giữa để sơn một cái màu ghi để khác với cái màu trắng chủ đạo của ngôi nhà, để tạo cho ngôi nhà thêm nổi bật. Và đây là các cái vị trí lam đứng, chúng tôi ốp các cái hệ gạch thẻ màu ghi xám để tạo những cái điểm sáng trọng cho ngôi nhà. Và các cái mặt mặt bên chúng tôi cắt các cái chỉ ấm và sơn một cái mảng tường này màu ghi để tạo những cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Và các cái hệ thống phao nổi ở các cái cửa sổ cũng như các cái mảng tường này là để tạo những cái điểm nhấn cho một ngôi nhà sang trọng. Và cái hệ mái lệch này rất là mới mẻ và đẹp, tạo một cái điểm nhấn cho ngôi nhà thêm nổi bật. Và đây là mặt bên để tạo những cái điểm nhấn ở các cái cửa sổ, chúng tôi đã cắt các cái chỉ ấm và tạo các cái phao nổi để cho ngôi nhà thêm là phần nổi bật. Hệ mái, đây là cái hệ mái, các cái gơ phao chúng tôi ốp các cái hệ gạch thẻ màu ghi xám. Và đây các cái sân bay ra thì để lắp các cái hệ bóng downlight để tạo những cái điểm nổi bật trong ngôi nhà mỗi khi ban đêm bật đèn lên rất là đẹp ở các cái đầu tường cũng như các cái bóng downlight chạy xung quanh làm cho ngôi nhà rất là nổi bật. Mặt trước này chúng tôi ốp một cái hệ gạch giả đá màu xám một để tạo cho ngôi nhà rất là nổi bật. Bậc tam cấp là 3 bậc, mặt bậc và cổ bậc là ở phần giữa là được ốp đá màu trắng xám và hai bên là ốp đá màu ghi ghi xám để tạo những cái điểm nhấn cho bậc tam cấp.
và xung quanh là các cái hệ bồn hoa, cây cảnh để tạo ra cái không gian xanh và đẹp đẽ của ngôi nhà. Chúng ta có thể nhìn từ trên hệ mái xuống, theo cái hệ mái lệch là về hai bên rất là đẹp, hệ thống sân, một ngôi nhà rất là sang trọng và mới mẻ. Ở các cái điểm nhấn này, chúng tôi cắt các cái chì ấm và sơn màu ghi để tạo cho ngôi nhà thêm nổi bật. Một ngôi nhà rất là mới mẻ, và cái mẫu thiết kế này thì được anh Thúy là rất là hài lòng với cái mẫu thiết kế mà chúng tôi đã đưa ra. Đấy. Cho nên và đã đồng ý duyệt cái phương án này. Đấy. Rất là hài lòng. Mà hệ lan can bằng sắt hộp. Rất là chắc chắn và an toàn. Ở đây là ban công tầng 2 là có một cái hệ lam. Đấy, chúng tôi thiết kế một cái hệ lam để tạo cho cái điểm nhấn cho cái ban công tầng 2. Và bây giờ thì chúng ta đi vào ấy xem công năng của ngôi nhà. Đấy. Ngôi nhà này có chiều dài là 17 m và chiều rộng là 5,7 m. Đi vào là phòng khách rộng 22 m², vị trí đặt bàn ghế phòng khách, vị trí đặt tivi, và đây là hệ thống cầu thang. Đấy. Và đi vào là phòng ngủ thứ nhất là rộng 12,6 m², vị trí đặt giường, vị trí đặt tủ quần áo, vị trí đặt tivi. Và đây là khu vực hệ thống phòng bếp và phòng ăn rộng 19 m², vị trí bàn ăn và vị trí chậu rửa, vị trí đặt bếp, cũng như là vị trí đặt tủ lạnh. Và phía sau là hệ thống sân rửa, và hai bên là bên trái là khu vực vệ sinh và bên phải là phòng tắm. Cái hệ tường thì chúng tôi thiết kế xây tường 22 để tạo cái độ chống nóng cũng như là chống ôn và chắc chắn cho ngôi nhà là không bị thấm. Các cái bức tường ngăn phía trong thiết kế xây tường 10 để cho không gian trong phòng là rộng thêm. Đấy, một ngôi nhà 2 tầng mái lệch rất là đẹp với các cái công năng rất là đầy đủ. Bây giờ chúng ta lên xem với công năng của tầng 2. Bước lên tầng 2, phía trước là một cái phòng sinh hoạt chung rộng 7,7 m². Và có cửa để đi ra ban công. Và đây là vị trí phòng thờ rộng 9,2 m². Và phía sau là hai phòng ngủ. Và đây là cái lối hành lang để đi đi vào. Thì phòng ngủ thứ hai là 12,6 m², vị trí đặt giường, vị trí đặt tủ quần áo và vị trí đặt tivi. Phòng ngủ thứ ba là 14,3 m², vị trí đặt giường, vị trí đặt tủ quần áo, vị trí đặt tivi. Và có cửa đi ra phía sau hệ thống sân phơi là rộng 6,4 m², vị trí giá phơi đồ, vị trí máy giặt. Và đi vào đây là khu vực phòng tắm và vệ sinh, vị trí đặt lavabo, vị trí đặt bệt. Hệ tường của tầng 2 chúng tôi thiết kế là xây tường 22 để tạo cho độ chống nóng cũng như là chống ôn và chắc chắn cho ngôi nhà là không bị thấm. Đấy. Rất là chắc chắn và an toàn. Một ngôi nhà 2 tầng mái lệch ở Diễn Châu. Đấy. Rất là đẹp và mới mẻ mà chúng tôi vừa mới thiết kế cho gia đình anh Thủy, và được chủ nhân là anh Thủy rất là hài lòng với cái mẫu thiết kế này. Đấy. Rất là mới mẻ. Đấy. Thì mẫu này là cũng là một trong những cái mẫu rất là đẹp và mới mẻ. Thì các bạn nào sắp tới có dự định muốn xây dựng cho mình một ngôi nhà thật là hoàn hảo và phù hợp thì hãy lên kênh YouTube Nhà Đẹp Tân Á của chúng tôi để theo dõi và tham khảo để có một cái sự lựa chọn để xây dựng cho mình một ngôi nhà thật là phù hợp và một cái phong cách hiện đại mới mẻ nhất hiện nay. Thì hãy liên hệ với công ty Tân Á chúng tôi qua số điện thoại của hotline để được chúng tôi tư vấn và thiết kế cho các bạn một mẫu nhà thật là hoàn hảo. Thì rất vui vì các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video này của chúng tôi để trên kênh Nhà Đẹp Tân Á. Thì hàng ngày chúng tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ ở lên kênh Nhà Đẹp Tân Á đấy, thì các bạn hãy bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ một cái video nào mới nhất mà hàng ngày chúng tôi đưa lên đây. Thì rất xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.